Tổng kết Kinh Pháp Hoa. Đứng về mặt văn từ mà xét, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thuộc về loại Kinh Đại Thừa, gọi là Đại Phương Đẳng hay Đại Phương Quảng. Sao gọi là Đại Phương Quảng? Sách Thám Huyền Nghĩa Ký viết: Tuyên thuyết quảng đại thậm thâm pháp cố, danh vi phương quảng. Bày nói pháp rộng lớn và hết sức sâu, bởi lẽ đó lấy tên là phương quảng. Theo ông Bunov, đại phương quảng có nghĩa là giải rộng ra. Chúng tôi nghĩ ý kiến của ông Bunov có lẽ đúng. Thật vậy, nếu phương quảng có nghĩa là bày nói pháp rộng lớn và hết sức sâu, thì kinh Đại Thừa nào không nhắm vào chủ đích đó? Đặc tính của kinh Diệu Pháp, như chúng ta đã thấy, là lối trình bày mà chúng tôi xin sám hối nói là trường thiên đại hải, nghĩa là có thể trình bày vắn tắt, nhưng kinh lại nói dông dài. Thí dụ, thay vì khuyên người đời đừng tự khinh khả năng thành Phật của mình, kinh lại đưa ra sự thích Bồ Tát thường bất khinh, vừa dài vừa khó hiểu. Nhưng có dài có khó như thế này, người đọc học mới có cố gắng tìm hiểu, và khi hiểu được rồi, cái ghi nhớ mới thâm thúy và dẻo dai. Lại nữa, bao nhiêu chân lý tuyệt vời trong kinh thường trình bày dưới hình thức những tỷ dụ, có giá trị như những câu chuyện ngụ ngôn, mà người đọc cần phải nhận định và tìm hiểu cái nghĩa ẩn chứa đựng ở trong, chứ không nên tin theo mặt chữ. Những tỷ dụ, những ngụ ngôn ấy Phật gọi là phương tiện, mà phương tiện thuộc về thế gian. Vậy lối trình bày trong kinh Diệu Pháp là lối dĩ huyễn độ chân, dùng sự huyễn hoặc để đưa đến chỗ chân thật, gần như lấy việc đời mà giải lý đạo. Tại sao thế? Tại vì đạo ly ngôn tuyệt tướng, hễ là đạo thì tuyệt đối là vô tướng, cho nên không thể lấy lời mà giải, vì lời là khí cụ để diễn đạt cái tương đối và cái hữu hình hữu tướng. Để cho chúng sanh có một khái niệm về cái chân thật tuyệt đối ấy, không còn phương pháp nào khác hơn là dùng những tỷ dụ. Đây là hai điểm quan trọng mà thiết nghĩ người đọc kinh Pháp Hoa cần ghi nhớ và áp dụng trong công phu tìm hiểu nghĩa huyền của kinh. Không hiểu được Phật muốn nói gì, muốn chỉ gì trong những câu chuyện, sự tích ghi trong kinh, thì dễ cho kinh nói chuyện hoang đường, hay dễ tin nhảm như tin những chuyện đấu phép trong tiểu thuyết xưa của Trung Hoa. Trước khi nói kinh, Phật đã dùng dằn và để cho Xá Lợi Phất phải ba phen ai cầu mới chịu mở lời. Thái độ ấy chỉ rằng những gì Phật sắp nói thuộc về chân lý tuyệt đối, khó nghe, khó hiểu, khó nhận, nói ra chỉ làm cho tất cả trời người kinh sợ, còn hàng tu sĩ tự hào sẽ sa vào hầm tội lỗi. Khó hiểu, khó nhận vì cái thấy biết, tri kiến của Phật vượt lên khỏi cái tầm hiểu biết của thế nhân. Nhưng rồi Phật cũng nói, sau khi căn dặn, không phải lấy óc suy lường và phân biệt mà hiểu được pháp. Vì vậy, phải dùng vô số phương tiện như nhân duyên, lời lẽ, tỷ dụ mà diễn nói. Đức Phật còn dặn: Hãy nghe kỹ, hãy nghe kỹ và suy gẫm cho khéo léo. Mục tiêu của kinh. Mục tiêu của kinh. Mỗi một bộ kinh là một bài giảng của Phật, mà hễ là bài giảng thì phải có chủ đích. Vậy chủ đích của kinh Diệu Pháp hay Pháp Hoa là gì? Là chỉ cái tướng thật và cái cảnh chân. Thật tướng chân cảnh mà mắt phàm không thấy, ngược lại với cái tướng không thật và cái cảnh không chân, trong đó thế nhân đang sống và lầm tưởng là chân thật. Chúng ta chia có vật chất tinh thần, có sắc có tâm, có muôn loại sai biệt, trí phân biệt. Chúng ta lầm vì chúng ta không thấy được mọi mặt
mọi khía cạnh của pháp giới hay vũ trụ vô biên. Chúng ta là những người mù rờ voi, ai rờ đâu biết đó mà thôi. Phật đã đạt đến chỗ thấy hoàn toàn, cho nên Phật nhận rằng phân biệt như trên là sai. Đúng với sự thật, thời tất cả là một, một là tất cả, tinh thần và vật chất là một, sắc và tâm là một. Thấy được cái một ấy sẽ thấy rằng một, toàn thể pháp giới là nhất, chân, bình đẳng, nghĩa là toàn thể vũ trụ vô biên với tất cả những sự vật sai biệt, hữu hình vô hình, hữu tướng vô tướng chứa chất trong ấy ngang nhau là một, và cái một ấy chân thật và luôn luôn như thế mãi, không biến đổi. 2. Toàn thể đã là một, thời chúng sanh và Phật như nhau, vô minh và giác ngộ như nhau, không hai không khác, sanh Phật bình đẳng vô nhị. Tuy chúng sanh sống trong chỗ thân tâm động loạn bởi sự tiếp xúc giữa căn và trần gây ra, ngũ quan và ngoại cảnh, chúng sanh không hề tách ra và lìa khỏi cái sáng khắp cùng, phổ quan. Phổ quan này đồng thời cũng là cái trí sáng, minh trí. Đây là chỗ kinh điển Hán Văn nói: chúng sanh động loạn căn trần, bất ly phổ quan minh trí. Cái ánh sáng trí huệ ấy là tâm, là Phật tánh, là Như Lai, là Phật, là Đa Bảo. Nhất chân bình đẳng pháp giới. Với cái trí óc hữu hạn, với cái tâm luôn luôn dao động, với cái biết tầm thường hay thức, chúng sanh không bao giờ nhận thấy được cái pháp giới nhất chân bình đẳng được. Muốn nhận thấy được cần phải: một, hướng trí mình về chỗ vô lượng vô biên, tức là chỗ tuyệt đối. Đó là nghĩa chỗ Phật nói kinh vô lượng nghĩa. 2. Đứng vững trong chỗ tuyệt đối mà ngó, mà xét, mà thấy. Đó là nghĩa của chỗ Phật nhập vô lượng nghĩa xứ. 3. Phải dùng mắt trí huệ mà chiếu soi, tượng trưng bằng sự phóng hào quang. Đây là nghĩa huyền của phẩm thứ nhất. Cảnh giả thời có sanh có diệt, cảnh thật không sanh không diệt, như Phật đã chỉ trong phẩm 11, hiện bảo tháp. Trong tháp có thân Phật Đa Bảo, tuy tịch diệt từ lâu nhưng còn nguyên vẹn. Tất cả đã là một, thời không có hai cảnh riêng biệt, một tịnh một uế. Ba phen biến ta bà thành tịnh độ và cho mắt phàm thấy mười phương chư Phật ngay đây, phẩm 11. Đó là nghĩa của chân lý uế là tịnh, tịnh là uế. Cũng vì tất cả là một, cho nên trong vũ trụ vô biên, mọi sự mọi vật có một sự liên hệ mật thiết. Đây động là toàn pháp giới đều động, tàng hắn và khải móng tay là gian động mười phương, phẩm 21, Như Lai thần lực. Có biết rằng tất cả đều liên hệ với nhau, dính chùm với nhau, con người mới thấu rõ cái lẽ không thể sống riêng tư, không thể làm hại người mà chẳng có sự phản ứng lại cho tự mình. Luôn cả cái lẽ hễ làm vui cho người là làm vui cho mình. Sanh Phật bình đẳng vô nhị. Tất cả là một, thời tất cả đều bình đẳng như nhau. Bình đẳng trên nguyên thể, ở chỗ nguồn cội, trên tánh, trên tâm, trên cái bất sanh bất diệt chung cho muôn loài. Vì vậy nên nói chúng sanh và Phật là bình đẳng. Nhưng đã là ngang nhau, tại sao lại chia có chúng sanh và Phật? Trên bản thể thời một và bình đẳng, nhưng trên hiện tượng trạng thái thời có hai, như cái tánh ước thời có một cho cả nước và sóng, nhưng về mặt hình tướng thì có hai cái mà mắt phàm thấy khác nhau là nước và sấm. Cũng thế, chỉ có một bản thể, nhưng nếu bản thể ấy ứng hiện trong tịnh, giác ngộ, giải thoát, thời gọi là Phật. Ngược lại, thời gọi là chúng sanh. Để chứng minh sự thật,
ai cũng có tánh Phật và giàu công đức như nhau. Kinh đã đưa ra cái tỷ dụ người cùng tử trong phẩm thứ tư. Cái lầm ở chúng sanh là không biết và không dám tự nhận là con nhà giàu sang cao cả như chàng cùng tử, và cũng quên luôn rằng mình là một người say trong vạt áo có hòn ngọc quý. Phẩm 8. Vì tất cả chúng sanh đều đồng một tánh giác như nhau, cho nên dầu có lạc loài ti tiện đến đâu, một ngày kia nhất định phải trở về với quê cha đất tổ, với cái sự nghiệp to lớn của mình, nghĩa là tất cả cuối cùng sẽ thành Phật. Nếu không phải vậy, thời Phật đã không thọ ký cho Xá Lợi Phất. Phẩm 3. Cho 4 đại đệ tử. Phẩm 6. Cho 500 đệ tử. Phẩm 8. Cho hàng thanh văn đã hoặc chưa đắc quả La Hán. Phẩm 9. Thậm chí đến nữ nhân cũng có phần thành Phật. Phẩm 13. Thọ ký cho Kiều Đàm và Gia Thâu. Đến người trẻ tuổi cũng vậy. Phẩm 12. Long nữ. Nam, nữ, trẻ, già đều là cái tướng bề ngoài, còn cái thể trắng trong ở nội giới, thời ai cũng như ai. Trên đây là hai chân lý tuyệt vời, khó nghe, khó hiểu mà Phật đã giải bày trong Kinh Diệu Pháp, vào lúc mà Phật thấy các hàng đệ tử đã đủ điều kiện thọ lãnh. Chư Phật Như Lai đúng lúc mới nói pháp màu, như hoa ưu đàm đúng tiết mới nở một lần. Nhưng thực tướng chân cảnh là gì? Là tâm, là Như Lai, vân vân như đã nói. Tuy biết tinh thần không lìa vật chất, sắc không khác tâm, sắc bất dị không, nhưng trong dòng tương đối, tinh thần hay tâm vẫn siêu diệt. Vì vậy nên ví mà nói, bảo tháp từ đất dọt lên và lững lơ trên hư không. Phẩm 11. Tuy siêu diệt nhưng không phải xa cách, riêng biệt, cho nên nói từ đất, tâm dọt lên. Vì siêu diệt nên nói ở trên hư không. Tâm ngậm chứa tất cả, ngoài tâm không có gì, và phàm thánh đều ở trong tâm. Do đây mà trong phẩm 1, tất cả đều hiện ra trong ánh sáng từ giữa đôi lông mày phóng ra, tượng trưng cho trí huệ. Trong tâm có đầy đủ khả năng tự giải thoát. Phật từ khước sự giúp đỡ của Bồ Tát các phương khác. Phẩm 15. Bồ Tát các phương khác tượng trưng cho tha lực, từ khước tượng trưng cho tự lực đầy đủ. Trong tâm cũng có đủ mọi công đức, có vô số Bồ Tát tượng trưng cho các đức. Do đây mà nói, vô số Bồ Tát từ đất hiện lên. Phẩm 15. Tâm cũng là trí huệ vô biên, là tự tại vô ngại, là thần thông vô cùng, là vô ý, can đảm vô hạn. Tâm bất sanh bất diệt, không tới không lui, đâu cũng là tâm, cho nên gọi là Như Lai, không do đâu mà đến, cũng không hướng về đâu mà đi. Vậy tâm là hiện tại thường hằng. Tuy nói nhiều tâm, nhiều Phật, thật sự chỉ có một, mà tâm Phật cũng là pháp, cho nên hằng sa Phật chỉ nói có một pháp. Lại nữa, tuy nói nhập niết bàn, Phật vẫn hằng ở thế gian. Phẩm 15 và 16, Như Lai thọ lượng. Vì pháp bất ly thế gian pháp, chân lý ở ngay trong mọi sự vật của mọi thời gian và mọi phương hướng. Lý do lập ba thừa. Sự thật là như trên, nhưng vì khó giải và nan lường, cho nên lúc đầu Phật phải tạm lập ra ba thừa để lần hồi khuyến hóa, dắt dẫn chúng sanh ra khỏi ba cảnh đời lửa đốt là: một, cảnh đời của thân vật chất; hai, cảnh sống của tình cảm tham dục; ba, là cảnh sống của lo nghĩ, tính toán, khái niệm. Hán văn gọi tam giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà trong phẩm 2, Phật ví như nhà lửa, nhà bị cháy. Tuy tạm chia có ba trình độ, ba phương thế giải thoát, thật ra chỉ có một. Vì dầu nói đắc quả thanh văn, duyên giác,
Bồ Tát. Tất cả những quả ấy đều như những trụ đá đánh dấu trên con đường duy nhất, là con đường dẫn đến mức cuối cùng giác ngộ và giải thoát, con đường Phật, Phật Đạo. Do đây, tuy hứa cho mỗi đứa con một chiếc xe khác nhau, rốt cuộc ông cha cho nó có một thứ xe vừa to vừa đẹp. Phẩm 2, Hỏa Trạch. Đường có một, nhưng vì diệu diễn, sợ chúng sanh chán nản ngã lòng, cho nên lại quyền mà hứa niết bàn với hàng thanh văn. Nay đem sự thật tuyệt đối ra dạy, Phật phải điều chỉnh mà nói rằng niết bàn ấy chưa phải là mức cuối cùng. Phẩm 6. Làm thế nào để thấy sự thật tuyệt đối? Phải: 1. Triệt lục căn, tứ đại chi chướng ngại, nghĩa là phải dẹp bỏ tất cả những chướng ngại do sáu căn và xác thịt xây dựng, án mắt trí. Phải bỏ cái thấy biết hữu hạn và sai lạc của tâm thức, tức là cái thấy biết tương đối. Phẩm 1. Phi tâm thức khả tri. 2. Phải có đầy đủ sáng suốt, nghĩa là phải có trí huệ viên mãn, phóng quang trong phẩm 1, vì phi trí bất nhập. Phương pháp hành: làm thế nào để triệt lục căn và phóng quang? A. Ngoài, phải đọc tụng Pháp Hoa để lấy đức trang nghiêm Phật mà trang nghiêm tự thân. Phải sanh lòng kính tín, phẩm 10. Phải chọn nơi giao thiệp, phẩm 14. Thân cận xứ, an lạc hạnh. B. Trong, phải vào nhà Như Lai, có từ bi. Phải mặc áo Như Lai, có nhẫn nhục. Phải ngồi chỗ Như Lai ngồi, đứng vững trong cái lý không, pháp không. Phải diễn đạt pháp trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Phẩm 19, pháp sư công đức. Phải đừng khinh khả năng thành Phật giải thoát của mình. Phẩm 20, phải luôn luôn hy vọng và tin tưởng ở bước huy hoàng cuối cùng, vì giữ cho mấy rồi cũng hóa hiền, và mỗi hoàn cảnh ngang trái là một bài học giác ngộ. Người thù ta là bạn ta. Phẩm 12, Đề Bà Đạt Đa. Phải cố gắng luôn luôn. Phẩm 13, Trì. Phải hướng nội, đi sâu vào diệu cảnh để đắc thanh tịnh, vì tịnh trị vô minh, phá ngã chấp và pháp chấp. Phẩm 23, giải tất cả những lời nói của thâm tâm và theo đó mà làm. Giải nhất thế ngữ ngôn, dĩ vô tác diệu lực tác chư Phật sự. Phẩm 24, diệu âm. Phát đại tâm bi, ứng hiện khắp cùng, cứu khổ cho mọi loài. Phổ môn thị hiện, tầm thanh cứu khổ. Phẩm 25, Quán Thế Âm. Tin làm như thế có lợi ích gì? Tin làm như thế sẽ đặng nhẫn nại, nắm giữ tánh định, thích nói pháp, biện tài vô ngại, giải thoát tinh tấn, thanh tịnh, sanh lòng cầu chánh giác. Trí huệ là công đức to lớn hơn hết trong sáu ba la mật. Không thấy chúng sanh mà thấy Phật, không thấy ta bà mà thấy tịnh độ. Kết luận: được như thế là đã minh tâm kiến tánh thành Phật, sống trong ánh sáng thanh tịnh và từ bi của tự tâm. Và đến đây, chủ đích thuyết kinh Pháp Hoa khai thị ngộ nhập của Phật cũng hoàn mãn. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.